Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Vựa Phụ Kiện Review. Thì hôm nay Vựa sẽ review một bộ BBF 4-in-1 dành cho Samsung Galaxy Z Fold 3 đến từ thương hiệu Z-Lot. Bộ này thì bao gồm miếng BBF mặt trong, mặt trước, mặt sau, bộ vệ sinh máy và tấm hỗ trợ dán. Và hướng dẫn luôn cho mọi người cái cách có thể tự dán tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy mình không đủ khéo tay thì hãy đến ngay Vựa Phụ Kiện số 36 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10 để có thể được hỗ trợ ngay nha. Khi mà dán thì mọi người dùng cái bộ khăn cồn ẩm này nè lau sơ qua một lượt, sau đó thì dùng khăn khô để lau lại. Nhớ là lau theo một chiều thôi, sẽ để tránh bụi bay lung tung. Tiếp theo là dùng cái miếng stick này để lấy những cái lớp bụi còn dư lại trên màn hình. Trên miếng BBF này đã thiết kế rất là thông minh, đánh số 1, 2, 3, 4 rồi, mọi người chỉ cần lột theo số thứ tự. Sau đó thì đặt lên mặt phẳng cần dán, cố định cái lằn ở giữa nè. Cái việc cố định này sẽ làm cho cái miếng BBF của mình không có bị chạy. Sau đó thì dùng cái tấm gạt và gạt lên. Tiếp tục đến miếng số 3 nè, nhấc lên rồi gạt. Làm rất là từ từ và nhẹ nhàng, không hề khó. Mọi người có thể, hoàn toàn có thể tự dán tại nhà. Đó, bây giờ là lột miếng cuối cùng. Khi mà dán mọi người gặp cái hiện tượng bong bóng li ti như thế này á, vì đây là BBF nên là mọi người chỉ cần lấy cái miếng gạt, gạt nhẹ ra hoặc là để tầm 3 ngày á, thì xài máy nóng lên á, nó sẽ phẳng ra hết. Nên là không cần lo lắng về cái vấn đề bong bóng li ti trên màn hình. Tiếp tục với cái mặt phía trước, mọi người cũng vệ sinh y như ban đầu luôn. Lột miếng số 1 ra, đặt lên mặt phẳng cần dán. Sau đó thì cố định cái lằn ở giữa. Rồi dùng tấm gạt nhấc miếng số 2 lên, rồi gạt lên. Tiếp tục với miếng số 3 nè. Rồi lột miếng cuối cùng, cực kỳ là dễ dàng luôn đúng không? Và mặt phía sau mình cũng làm tương tự luôn nha. Theo cảm nhận của Vữa thì bộ BBF này cực kỳ là dễ dàng khi mà chúng ta mua về và tự dán. Thứ hai là cái bề mặt của miếng BBF này rất là trơn láng luôn, hoàn toàn có thể thay thế cho cái bộ BBF cũ của Samsung khi mà mình dùng nó bị cũ đi. Cảm giác vuốt tay rất là mượt. Rồi đây là cái phần bản lề nè. Lưu ý cho cái phần bản lề này là mọi người phải đặt cái miếng bản lề này cân và thẳng, để khi mà mình lột ra nó sẽ không có bị méo mó và nó quấn vào cái phần bản lề, làm cho cái bản lề của mình không sử dụng được. Đây là cái bộ BBF sau khi dán xong nè. Vừa test nước thì trơn láng và khá là mượt luôn. Mọi người có thể đặt mua online qua website vuapk.vn hoặc tới ngay số 36 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10 tại Vựa Phụ Kiện để được Vựa hỗ trợ dán.